Đúng rồi. Xe này là chưa có sơn lại luôn. Dạ, original luôn, chưa sơn lại. Chưa làm gì hết luôn. Cái chiếc này, nó rất là hình, nó rất là ngộ nghĩnh mọi người. Nó nằm ngay đây nè. Thay vì chiếc Honda hồi nãy thì nó nằm bên hông mình, nhưng mà chiếc này thì rút cái chìa khóa ra luôn nha, tắt máy rút chìa khóa luôn, dặn qua hết rút ra cho bà con coi. Đó, chìa khóa rất là độc đáo mọi người. Và trong chiếc chìa khóa nó có những cái con số ha. Cho cái chìa khóa xem thấy cưng ha. Dạ. Cái xe này á là hồi xưa ở bên Việt Nam rất là ít. Cái ông Mỹ á, ổng làm việc ở bên Việt Nam. Rồi ổng đem từ bên Việt Nam đi qua bên này. Chính vì vậy cái xe này nó mới có lịch sử. Tức là ổng làm việc ở bên Việt Nam xong ổng xách cái xe này từ bên Việt Nam đi qua bên Mỹ luôn. Coi như là từ năm 71 á, 72 á là đến bây giờ luôn. Rồi thành ra lúc mà anh thấy đó, là ổng mới nói cái xe này ổng không có. Thành ra là mình thấy vậy mình mới đem nó về. Rồi, nổ máy lên cho bà con nghe cái coi. Nói nếu mà phải nói nếu mà ở Mỹ mà có những cái chiếc cái này là xe này nó hai thì đó, mở chìa khóa luôn. Okay. Rồi đập máy nổ đi. Không, em mở nấc là được rồi. Một nấc thôi. À, nấc hai là đèn. Đó. Rồi, nấc rồi, rồi. Ồ cái này là nó cho về đèn và về đèn luôn. Dặn thêm nấc nữa lên đèn. Bây giờ em mới biết luôn á, tại vì đây là lần đầu tiên em chạy chiếc này luôn á mọi người. Rồi. Rồi rồi. Chả về nó lên cái đèn sơ sơ xanh á. Cũng khá lúng túng thì trên xe này đúng rồi. Đó, nấu đẹp vô cái coi. Trả số. Đó, trả số nha. Trả số. Còn số. Đó, nó lên cái đèn xanh đó là. Mọi người nghe cái tiếng nổ rất là thích luôn mọi người. Nghe không? Đó, tiếng nổ huyền thoại nha. Đi vào huyền thoại rồi, đúng không? Đúng là huyền thoại thiệt á. Gái kiêng luôn, kiêng luôn. Kiêng. Kiêng. Sao mà xe nó rất là ngọt. Kiêng. Mặc dù 50 phân khối. Cái này thì ai cũng biết rồi, cái này là S65. Ra đời năm 1965. À, chiếc này mình quay rồi. Chiếc này là original. Chiếc này mình quay rồi, để cho em gái rồi. Chạy cái game gái cảm giác sao thôi. Ơi là cái máy nó nằm phía sau này nè. Cái này là BC này á, là Việt Nam á, mà mấy cô chú bác lớn tuổi ai cũng biết hết á. Cái xe này nó có 3 màu. Màu xanh xanh ngọc với cái màu xanh giống như là lá cây với lại cái màu đỏ. Thì á, cái này nó có hai chức năng, Mỹ nó kêu là moped. Tức là mình nó có cái nút gặt ở đây nè. Thì là đi như xe đạp. Cái này là cái máy origin chưa có mở luôn á, gặt vậy nè là đạp như xe đạp nè. Đó là mình đạp như xe đạp nè. Rồi bây giờ muốn nổ máy á, gặp nó qua cái máy nó dính lại với cái này. Ở đây nó có cái cò. Cái cò ở trên cái tay này nè. Đó mình gài cái tay về xong mình mới đạp về. Thì nó là nó giống như xe tay ga đầu tiên vậy đó. Đó. Thì đó cái máy nó nhỏ vậy nhưng mà ở bên Việt Nam mình đại đa số người ta gỡ cái bửng ra. Người ta gắn cái bửng vô á, nhiều người giờ thấy nó lạ. Không phải. Cái bửng này tại vì cái xe này là cái xe original năm 1900, chiếc này là năm 1968 đó. Thì chiếc này em thích nhất là cái dàn đèn này. Cái đèn nó nhỏ mà quá. Nhìn nó rất là khiêu đó, thương lắm mọi người đó. Thì cái xe này á nó quý cái chỗ á, là em nhìn á tất cả cái tay này nó bọc á, màu trắng á, là của nó vậy luôn á. Đây là cái phối màu của nó ngày xưa đến giờ. Là cái xe này là cái xe nguyên bản, chưa có sửa cái gì hết á. Từ cái con ốc cho đến cái những cái bẩn này nè, cái chân đạp này luôn á. Rồi leo lên chạy thử đi. Rồi em leo lên nha. Hai thắng tay y như xe tay ga vậy đó. Rồi, hay là nhấp anh Quốc Thi tới. Là có những chiếc nào đặc biệt là anh Quốc Thi cho chạy cho mình chạy tới. Đó đúng không? Rồi khoan leo lên ngồi. Cái này là lần đầu tiên em chạy chiếc này đó, luôn mọi người. Thắng sao tại vì chiếc này nó đẻ ra trước mà em chưa đẻ nữa. Đúng rồi. Cái thời điểm đó cái tay ga nó hơi giờ dẫn ra luôn hả? Không thôi dẫn ra hả, dẫn ra là chạy thôi. Thì chiếc xe màu đỏ đúng không? Chiếc sao đi, chiếc xe đam màu đỏ. Anh chưa có ready. Ông này là ông thích là ông hứng là làm. Anh phải. Đó.
Tháo ra rồi. Cái này đó, mà nếu mà mang dép nào á là em nói thiệt á. Thắng đi mòn dép nào. Cái này mà mang dép dép nhựa là đưa cho bô là chắc là cháy á. Quá xe đẹp quá. Sao anh không gắn cái chân? Ví dụ như có bạn gái á, để chở bạn gái đi chơi đúng không? Nó chưa nghĩ tới cái chuyện cái chân. Chưa có bạn gái. Có bạn gái rồi sẽ gắn cái chân. Chú ý có bạn gái. Ok. Chưa có bạn gái hả anh? Ok. Chở anh đi. Anh nói là chiếc xe này là chưa bao giờ thấy luôn. Đây là lần đầu tiên thấy và lần đầu tiên. Cảm giác em nó